Thưa quý vị, đây là một cái đàn guitar semi-classic có EQ hiệu ứng rẻ nhất mà anh từng review ở trong cái tầm giá khoảng dưới 4 triệu đồng. Và chính xác là cái đàn này thì nó cũng có giá là 4 triệu luôn. Xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video em review cái đàn này nhé. Dạ vâng, như thường lệ thì em sẽ đi vào phần thiết kế của cái đàn này trước. Thì nó được thiết kế theo một cái dáng flamenco và cái thùng của nó khá là mỏng. Đối với cái dáng đàn này thì nó sẽ cho một cái âm thanh khá là trung hòa, khá là sáng, chứ nó không có thiên về trầm. Thùng của nó không quá to ha quý vị. Và một điều nữa là bản cân của nó cũng là bản cân 48, cho nên người ta đã thiên hướng nó về hơi acoustic, hơi sáng một tí xíu rồi quý vị ha. Và điểm mạnh của cái kiểu thiết kế như thế này thì nó sẽ cho người dùng một cái cảm giác ôm rất là thoải mái, không có bị cấn, không có bị đau khi mà chúng ta chơi lâu dài. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần cấu hình chi tiết của cái đàn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có mặt top được làm bằng gỗ cedar và nó được sơn hơi vàng. Đấy. Lưng hông của nó thì là gỗ cypress. Đấy. Và cần đàn của chúng ta cũng là gỗ mahogany như những cái đàn cao cấp. Ha. Khóa đàn là khóa màu vàng và tay nắm là màu đen. Khóa này vặn cũng khá là êm tay nhé quý vị. Cái đàn này thì được gắn sẵn EQ M2. Một chiếc EQ hiệu ứng mà tất cả chúng ta hầu như là đã quen thuộc với cái loại EQ này trên thị trường rồi ha. Rồi, về cái mặt cần của chúng ta thì nó sẽ là mặt cần porphyro. Đây là loại vật liệu khá là cứng để làm cái bộ phận này, hai cái bộ phận này ha. Thì đầu tiên là nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác bấm rất là êm ái. Đấy, rất là cứng cáp và chắc tay. Thứ hai nữa là cái độ bền theo thời gian của nó khá là cao, cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm vào loại vật liệu này. Về action của cái đàn này thì em đã thấy hãng căn chỉnh khá là kỹ rồi, cho nên là chúng ta không cần phải căn chỉnh lại khi mua về nữa. Em đo ở đây được thì nó là khoảng 2.7mm. Đây là một cái action khá là đẹp so với những cái đàn classic rồi quý vị nhé. Ở trong thùng đàn thì chúng ta sẽ được có một cái tem hãng được dán ở đây. Và trên đầu cần thì cũng có một cái logo của Arimu. Dạ rồi, bây giờ thì em xin mời mọi người đến ngay với phần test âm thanh của cây đàn này. Vâng, tổng kết lại chúng ta có gì trong ngày hôm nay? Một cái đàn có mức giá trung bình khoảng 4 triệu thôi, chỉ có 4 triệu thôi. Thì chúng ta sẽ có một bộ gỗ khá là tốt, đấy, từ mặt tốt cho đến lưng hông, khá là tốt ha. Và chúng ta có một chiếc EQ hiệu ứng, EQ M2, có phát nhạc Bluetooth, có hiệu ứng reverb, có hiệu ứng delay, rất là tuyệt vời. Thêm nữa là một cái bản cần chỉ có 48mm, một bản cần mà rất là thích hợp cho những người có bàn tay nhỏ. Và điểm đặc biệt nhất của cái đàn này thì em phải nói đến là cái âm thanh của nó rất là hay so với cái mức giá này. Đấy, thì quý vị nào mà chúng ta quan tâm sản phẩm này hoặc là muốn trải nghiệm trực tiếp thì mọi người có thể ghé 771-2, Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Và clip của em đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.